Nếu đã quá nhàm chán với những quy tắc làm giàu cơ bản mà vẫn không thành công, hãy thực sự nghiêm túc tiếp thu video này. Bạn sẽ nhận ra làm giàu chỉ khác nhau ở ý niệm, dám đi ngược đám đông, dám phá vỡ quy tắc đã lỗi thời ai cũng biết. Làm giàu không kể tuổi tác, dù 30 tuổi hay 80 tuổi, cơ hội vẫn chia đều cho nhau, miễn là bạn dám làm đến cùng. Tư duy làm giàu tổng hợp giúp bạn những tư duy ngược, bộ quy tắc mới để làm giàu, ngay cả bạn ít tuổi hay nhiều tuổi. Chỉ cần bạn tiếp thu và xem xét kỹ, đừng vội phản bác, hãy tìm ra cái hay mình có thể sử dụng với trường hợp của mình. Nghĩ ngược lại và làm khác đi. Triệu phú tự thân U40 kiếm hơn 2,4 tỷ đồng một tháng nhờ thu nhập thụ động. Tưởng vô lý nhưng đây mới là 4 quy tắc để làm giàu, chạy theo cái cũ chỉ có giả. Có vẻ vô lý nhưng lại rất khôn ngoan. Đây là chiến lược xây dựng sự giàu có của vị triệu phú tự thân 35 tuổi. Làm giàu không còn giống như ngày xưa, đó là nhận định của triệu phú tự thân 35 tuổi Nathan Latka. Dù từng gây ra tranh cãi, nhưng một số người vẫn cảm thấy có thể học hỏi được từ quan điểm xây dựng sự giàu có của vị triệu phú này. Nathan Latka là tác giả cuốn sách Làm thế nào để trở thành một nhà tư bản mà không cần vốn. Vào năm 2014, anh đã đem $1.19, hơn 2,9 triệu đồng, trong tài khoản để thành lập một công ty phần mềm và được định giá hàng triệu đô la Mỹ. Chủ startup cũng từng chia sẻ mình kiếm được 100.000 một tháng, hơn 2,4 tỷ đồng một tháng, nhờ có thu nhập thụ động. Trong cuốn sách của mình, Latka bày tỏ quan điểm rằng có nhiều triệu phú đang không đi theo những quy tắc kinh doanh và làm giàu cũ. Thay vào đó, họ có bộ quy tắc mới. Vì thế, Latka đã gợi ý cho mọi người 4 bí quyết để trở thành triệu phú, theo quan điểm cá nhân của anh. 1. Đừng chỉ tập trung vào một công việc hay một dự án kinh doanh duy nhất. Latka không đồng ý quan điểm một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề. Anh cho rằng, khi các kỹ sư thiết kế một cây cầu, họ không bao giờ muốn có một điểm hỏng hóc nào. Nhưng nếu không may gió thổi mạnh và một sợi cáp bị đứt thì cây cầu vẫn còn 7 sợi cáp khác để hỗ trợ. Tương tự, bạn sẽ không bao giờ muốn xây dựng sự giàu có của mình chỉ nhờ một nỗ lực. Vì nếu không may thất bại, bạn sẽ hoàn toàn trắng tay hoặc phải xây lại từ đầu. Lời khuyên của Latka là tập trung 80% thời gian vào nghề tay phải, 20% còn lại dành cho 2 đến 3 dự án khác. Chuyên gia lập kế hoạch tài chính Andrew Weslin cũng từng chia sẻ các công việc làm thêm không chỉ giúp bạn phát triển, tạo ra những mối quan hệ mới mà còn giúp đa dạng hóa thu nhập. 2. Biết cách học hỏi đối thủ. Liên tục tạo ra ý tưởng mới không phải là cách tốt nhất để xây dựng sự giàu có. Theo Latka, anh quan điểm giỏi học hỏi đối thủ là một cách tốt để mang tới điều bất ngờ trong nghề kinh doanh. Latka lấy ví dụ trong ngành công nghệ, Facebook đã mượn ý tưởng của Snapchat để tung ra tính năng Stories trên Facebook và Instagram. 3. Ngừng thiết lập mục tiêu. Theo Latka, mục tiêu lý tưởng cũng giống như một quả trứng vàng. Nếu bạn xây dựng ước mơ làm giàu của mình xoay quanh quả trứng ấy, thì bạn sẽ bỏ qua nhiều cơ hội khác, hoặc bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Còn khi đạt được mục tiêu của mình, hạnh phúc chỉ thoáng qua và bạn sẽ phải xác lập mục tiêu mới. Nhà tâm lý học Adam Alter trước đây đã chia sẻ với Business Insider rằng việc đạt được một mục tiêu cũng gợi lên cảm giác vui vẻ thoáng qua. Niềm vui này sẽ mờ dần khi một mục tiêu mới xuất hiện. Ông nói thêm rằng việc đặt mục tiêu cũng có thể khiến bạn phải thúc ép bản thân quá mức. 4. Hãy bán sẵn cho người đào vàng. Có một câu chuyện rằng khi cơn sốt vàng nở rộ, hàng ngàn thợ mỏ đã kéo nhau về miền Tây. Ở đây, họ đào hết mỏ này đến mỏ khác. Nhưng họ dần nhận ra mình cần thêm những chiếc cuốc sẻng để khai thác hiệu quả hơn. Lúc ấy, nhiều người đã đem cuốc sẻng đến tận khu hầm mỏ để bán với giá cao. Nhờ vậy, họ trở nên giàu hơn mà công sức bỏ ra ít hơn. Tương tự, Latka khuyên rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận trong các thị trường nóng bỏng nhất, nhưng đừng nhảy vào nó mà hãy kinh doanh các sản phẩm dịch vụ bổ trợ. 1. Ví dụ thứ 2. Tư duy làm giàu giúp bạn hiểu rõ hơn. Triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35, tiết lộ bí quyết làm giàu 100% chi tiết gói gọn trong 9 bước, biết đi ngược đám đông mới là tài.
trở thành triệu phú và nghỉ hưu ở tuổi 35. Người đàn ông này có bí quyết làm giàu rất lạ. Tôi sẽ nhớ ngày 23 tháng 12 năm 2016 trong suốt phần đời còn lại của mình. Đó là ngày cuối cùng tôi làm việc toàn thời gian. Tôi và vợ đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 33 và 35 sau khi tích lũy được 870.000 đô la Mỹ, hơn 20 tỷ đồng, khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau đó, giá trị tài sản ròng của chúng tôi đã tăng lên 1 triệu đô la Mỹ, Steve Adcock chia sẻ. Nói chuyện với CNBC, Steve cho biết mình không sinh ra trong gia đình giàu có. Hai vợ chồng cũng không được thừa kế gia sản lớn từ cha mẹ. Thậm chí, chúng tôi cũng không có công việc tay trái nào vào thời điểm đó mà lựa chọn phương thức tiết kiệm truyền thống. Đặc biệt, chăm chỉ và có nhiều chiến lược quản lý tài chính là chìa khóa, anh nói. Dưới đây là 9 điều đơn giản trong kế hoạch tích lũy tài sản giúp Steve nghỉ hưu sớm. Lộ trình này từng được nhiều người đánh giá là có những bí quyết đi ngược đám đông. 1. Phớt lờ lời khuyên hãy theo đuổi đam mê của bạn. Hai vợ chồng Steve chia sẻ niềm đam mê của họ khó có thể kiếm được tiền nhưng điểm mạnh thì có. Thế mạnh của Steve là khoa học máy tính. Năm 2004, anh bắt đầu công việc kỹ sư phần mềm với mức lương 55.000 đô la Mỹ, hơn 1,3 tỷ đồng. Đến năm 2016, anh đã kiếm được tới 100.000 đô la Mỹ, hơn 2,3 tỷ đồng. Tôi không chắc mình có thể kiếm được nhiều như vậy nếu chọn theo đuổi đam mê hay không, anh nói. Mặc dù có thể biến sở thích thành công việc kiếm được tiền nhưng nó không phải điều dễ dàng. 2. Học hỏi các triệu phú. Trong suốt sự nghiệp của mình, Steve đã làm việc với rất nhiều người thành công và giàu có. Thay vì ghen tị với họ, anh đã học hỏi và làm theo. Tôi sẽ không bao giờ quên Brian, người mà tôi đã làm việc cùng sau khi tốt nghiệp đại học. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi và lái chiếc xe Honda Accord đã 6 năm. Mặc dù là một triệu phú nhưng Brian vẫn dùng chiếc đồng hồ Casio giá rẻ và không mặc đồ hiệu. Brian cũng luôn là người đầu tiên lên văn phòng, không bị cuốn vào những cuộc tán gẫu và sẵn sàng làm nhiều hơn trách nhiệm của mình, Steve nói. 3. Tránh xa những người không có ý chí hay ghét bạn. Nếu chỉ chơi với những người thích tiêu tiền, không chăm chỉ làm việc, sẽ có lúc bạn trở thành người như họ. Steve nói bản thân đã bỏ qua các cuộc đi chơi quá tốn kém như đi bar. Anh nói rằng mình đã nâng cấp cuộc sống bằng cách làm quen và nói chuyện với những người thành công hơn trong văn phòng. Thói quen tốt của họ dần dần ảnh hưởng tích cực đến anh và ngược lại. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Sự phát triển này đã giúp anh thăng chức và thu nhập tăng theo thời gian. Ngoài ra, trong cuộc sống, có rất nhiều người không hài lòng với phong cách của bạn. Đừng bận tâm và hãy theo đuổi hành trình của riêng mình. Bạn cũng không cần thiết phải sống theo đám đông. Hàng xóm của bạn mua một chiếc ô tô hoặc một ngôi nhà mới không có nghĩa bạn cần phải làm như vậy. 4. Khai thác triệt để công việc toàn thời gian. Steve đã đầu tư vào quỹ hưu trí 401k và nhận được mức lãi suất 4%. Ngoài ra, một số công ty cũng cung cấp tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe để giúp nhân viên tiết kiệm tiền thuế cho các chi phí chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, sau khi người tham gia bước qua tuổi 65, số tiền không sử dụng có thể được rút ra cho bất kỳ mục đích nào. Công việc toàn thời gian cũng có thể mang lại các cơ hội giáo dục và đào tạo để giúp nâng cao kỹ năng như lập trình máy tính, kế toán, quản lý thời gian. Những kỹ năng này có thể là cầu nối giúp bạn được thăng chức hay tăng lương. 5. Nhảy việc không phải chuyện xấu. Nhận một công việc mới thường là cách dễ nhất để được tăng lương, bởi bạn có thể điều lương một cách tự nhiên trong quá trình phỏng vấn. Tôi đã được tăng lương 15-20% mỗi khi chuyển công ty. Con số này vượt xa mức tăng thông thường là 3% mà nhiều nhà tuyển dụng dùng để giữ chân nhân viên ở lại, Steve chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng mọi người không nên nhảy việc quá thường xuyên bởi sẽ tạo ấn tượng xấu cho các nhà tuyển dụng. Hãy cố gắng làm một công việc ít nhất trong một năm. 6. Tự động hóa mọi thứ. Steve ưu tiên sử dụng các tài khoản khấu trừ tiền tự động cho quỹ hưu trí 401k và Roth IRA. Tôi cũng sử dụng chuyển khoản ngân hàng tự động để góp tiền vào tài khoản môi giới của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng tôi luôn để ra một khoản tiết kiệm mỗi tháng sau khi nhận lương, anh nói. Tương tự, anh cũng đăng ký thanh toán hóa đơn tự động cho các dịch vụ như điện, nước và một số thẻ tín dụng.
Anh không bao giờ bỏ lỡ một lần thanh toán nào và tránh được tất cả các khoản phí trả chậm, trả lãi và các loại tiền phạt khác. Steve nhấn mạnh mọi người không nên nợ thẻ tín dụng nếu muốn làm giàu. 7. Giao tiếp cởi mở. Cũng như một số cặp vợ chồng khác, vợ chồng Steve cũng có nhiều khác biệt về thói quen chi tiêu, mục tiêu và ước mơ. Nếu không được kiểm soát, những sự khác biệt này có thể gây ra tranh cãi khiến bạn không đạt được những mục tiêu tài chính chung của hai người. Vì vậy, sẵn sàng nói chuyện và chia sẻ với nhau là một chìa khóa quan trọng. 8. Ưu tiên sức khỏe. Cuộc sống không chỉ có tiền bạc. Trên hết, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi. Sức khỏe tốt giúp bạn hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn, đồng thời cũng làm giảm một số chi phí y tế, Steve nhấn mạnh. 9. Luôn nói có và sẵn sàng khi cơ hội đến. Ngay cả khi không biết làm, Steve vẫn chấp nhận thử thách và cố gắng học thêm những điều mới để đáp ứng công việc được giao. Anh luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi cơ hội đến với mình. Bài học từ người đàn ông bị vợ bỏ, làm giàu từ kinh doanh đồ lót. 80 tuổi, thất bại 2 lần, tôi chợt nhận ra càng về già thì càng nên điên. Nhiều người lớn tuổi bắt đầu tự ti, nghĩ mình hết cơ hội làm giàu. Nhưng tư duy làm giàu muốn bạn nghe câu chuyện của một doanh nhân cực kỳ thành công, dám đi ngược lại suy nghĩ đám đông tầm thường. Dù đã nghỉ hưu nhưng cái tên Calvin Klein vẫn khiến giới thời trang phải nhớ tới khi tên tuổi của ông gắn liền với những chiếc quần lót. Calvin Klein vốn là hãng đồ lót nổi tiếng thế giới. Tôi khá điên rồ và cũng chẳng phải sống giả tạo để che giấu điều gì. Nhà sáng lập Calvin Klein nói thẳng. Nhắc đến thương hiệu Calvin Klein, chồng, có lẽ không người mê thời trang nào mà không biết dòng sản phẩm xa xỉ này. Bản thân nhà sáng lập ra thương hiệu, ông Calvin Klein cũng là một tỷ phú với khối tài sản 700 triệu đô la Mỹ, chưa kể những giá trị thương hiệu vô hình khác. Mặc dù đã bán thương hiệu chuyển khoản cho giới Philips Van Heusen Corp vào năm 2003, nhưng câu chuyện ly kỳ như một bộ phim điện ảnh về người đàn ông từng hai lần sụp đổ này đứng dậy làm lại cuộc đời vẫn khiến nhiều người phải than thở. Khởi nghiệp nhờ sự tình cờ. Sinh ra trong một gia đình Do Thái ở New York vào năm 1942, Calvin Klein trải qua quãng thời gian đầy biến động. Tuổi thơ của Klein không có gì đặc biệt. Khi người cha Leo Klein là người nhập cư Hungary gốc Do Thái, còn mẹ Flora Klein là người Mỹ gốc Áo. Chính người mẹ của Klein đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều khi truyền cho người con tình yêu nghệ thuật và thời trang. Trong khi những đứa trẻ khác chơi bóng, Klein lại thích bám đuôi mẹ khi bà đi mua sắm tại các cửa hàng giảm giá ở New York. Vốn là đứa trẻ cô đơn, tự học cách đan và cắt may quần áo, Klein cho biết, ngay từ thuở bé ông đã có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Vốn yêu thích nghệ thuật từ bé, Klein được theo Học viện Công nghệ Thời trang về thiết kế quần áo vào năm 1962 nhưng chẳng tốt nghiệp. Mãi sau này ngôi trường này mới trao bằng tốt nghiệp danh dự cho ông. Lúc đầu, Calvin Klein kết hôn với Jenny Center và kiếm sống bằng việc vẽ lại các thiết kế từ nhà thiết kế châu Âu Jan Milstein với mức lương tập sự 75 USD tuần. Klein mơ ước có được công ty thời trang của riêng mình và không có điều gì ngăn cản ông thực hiện ước mơ này, dù đã có lúc ông gần như trắng tay và phải đi làm ở cửa hàng rau quả của cha mình. Năm 1968, Calvin Klein dùng 2.000 đô la Mỹ tiền tiết kiệm và 10.000 đô la Mỹ vay từ người bạn là Barry Schwartz, thành lập công ty Calvin Klein Ltd chuyên sản xuất áo khoác thời trang. Nhớ lại thời điểm này, Klein cho biết quyết định thành lập công ty dường như mang tính ngẫu hứng, vì ông cũng không chắc chắn mình có thể thành công giữa một rừng thương hiệu thời đó hay không. Ban đầu, cửa hiệu của hãng được đặt trong một khách sạn và công việc kinh doanh khá thê thảm trong những năm đầu tiên. Dù không thiếu nhiệt huyết và ý tưởng sáng tạo, quyết tâm và ý chí dựng nghiệp, nhưng do không có đủ vốn đầu tư nên Klein không thể tạo ra được bước chuyển mang tính quyết định. Bất ngờ thay, đơn hàng lớn đầu tiên ập đến với Klein như một định mệnh. Vì khách hàng hôm đó đi tìm nguồn hàng của tập đoàn Bonwit Teller, vốn là một trong những tập đoàn siêu thị lớn nhất ở nước Mỹ thời kỳ đó, nhưng lạc lối trong khách sạn nên vào nhầm trụ sở công ty của Calvin Klein.
Sản phẩm của Calvin Klein đã gây ấn tượng sâu đậm với người này đến mức anh ta đặt ngay 50.000 sản phẩm. Cùng với đơn hàng lớn đầu đời cùng việc được xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue, Klein đã có bệ phóng mà ông hằng mong ước. Năm 1973, Klein chuyển hướng từ chuyên sản xuất áo khoác sang thiết kế cả trang phục thể thao, tạo ra cái sau này được gọi là phong cách Calvin Klein và khai sinh ra ngành thời trang thể thao của nước Mỹ. Với những chiếc quần ống loe trẻ trung, cách sử dụng màu sắc và vải sợi mới mẻ, dòng trang phục thể thao tương đối vừa túi tiền người tiêu dùng của ông ngay từ đầu đã thu hút được sự chú ý của phụ nữ Mỹ. Không lâu sau, nam giới bắt đầu quan tâm đến phong cách thoải mái, nam tính trong các thiết kế của Klein. Phong cách này cũng phù hợp với trào lưu yêu thích môn thể hình rất thịnh hành tại Mỹ lúc bấy giờ. Cuối cùng, Klein đã vươn lên được đỉnh cao. Thành công đã đến khi những thiết kế gọn nhẹ, đơn giản, không màu mè của ông trở nên thời thượng, thu hút sự chú ý của cả công chúng lẫn làng thời trang. Tuy vậy, không có thành công nào không phải trả giá. Năm 1974, việc tập trung quá nhiều vào sự nghiệp đã khiến gia đình ông đổ vỡ. Sụp đổ và đứng dậy. Thành công trong sự nghiệp nhưng vấp ngã trong hôn nhân khiến Klein trở nên bê tha, thâu đêm suốt sáng với những buổi tiệc tùng. Với danh tiếng ngày càng lên trong làng thời trang, Klein dễ dàng cuốn vào những cuộc tình phóng đãng, gây ảnh hưởng đến tiếng tăm. Dẫu vậy, lối sống phô trương này của ông đã dẫn đến một sự kiện làm thay đổi cuộc đời của Klein. Năm 1978, cô con gái 11 tuổi Maxie của Klein bị bắt cóc đòi tiền chuộc và dù đã trả tiền cũng như cô con gái không hề bị thương nhưng tính tình của Klein dần thay đổi. Ông trở nên sợ sệt hơn cho người thân và chấm dứt cuộc sống phóng đãng để chuyển sang cuộc đời ẩn dật. Đầu thập niên 1980, Klein bắt đầu gặt hái được nhiều thành công hơn sau khi tu chí làm ăn trở lại. Nhờ các nhiếp ảnh gia Dun Abbas, Richard Avedon cùng cô người mẫu Brooke Shields đã giúp cho quần bò mang tên thương hiệu Calvin Klein bán chạy nhất vào giữa thời kỳ thị trường quần bò ở Mỹ gần như đã bão hòa. Ở tuổi 15, người mẫu Brooke Shields vận quần bò của Calvin Klein, ngồi trong tư thế thoải mái và gợi cảm, đặt câu hỏi với giọng nói đầy vẻ khiêu khích: "Các bạn có biết có cái gì nằm giữa cơ thể tôi và bộ đồ Calvin Klein không? Không có gì cả." Chiêu quảng cáo này của Calvin Klein chỉ có vậy mà rất hiệu quả. Sau đó, hàng tuần Calvin Klein bán ra được hơn 400.000 chiếc quần bò. Những chiêu quảng cáo đầy khiêu khích của Klein đã tạo nên cú sốc trong cả ngành thời trang lẫn trên toàn thị trường thời kỳ đó. Sự tiên phong này như một cuộc cách mạng nhiều cảm xúc để đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng và sau này được chính các đối thủ của Klein tiếp thu và phát triển. Năm 1982, Klein lại một lần nữa làm nổ ra cuộc tranh cãi khi đưa tên mình lên đường viền quanh hông của quần lót nam, đồng thời mở màn một chiến dịch quảng cáo với những người mẫu nam gần như không mặc gì cả ngoài chiếc quần lót mỏng tanh. Nhiều chủ báo đã từ chối các quảng cáo này, nhưng một lần nữa, cuộc tranh cãi đã lại làm cho Klein được hâm mộ và bán hết hàng. Số phận trêu đùa. Chớ trêu thay, số phận lại một lần nữa thử thách Klein tương tự như khi đưa cho ông đơn hàng lớn đầu tiên. Giữa thập niên 1980, khách hàng dần mất hứng thú với những chiếc quần jean bó gợi cảm. Ngành thời trang jean của Klein bị sụt giảm doanh số và ông lâm vào nợ nần. Đứng trên đỉnh cao, danh vọng lại vấp ngã lần nữa khiến Klein khủng hoảng nghiêm trọng. Ông lại đâm đầu vào rượu chè và thậm chí phải vào trại cai nghiện. Ra khỏi trại, ông đứng trước nguy cơ phá sản nhưng người bạn tỷ phú David Geffen đã cho ông vay tiền để xây dựng lại cơ đồ. Từ đây, Klein tung ra một loạt dòng sản phẩm mới, bao gồm cả dòng trang phục có thương hiệu chứng khoán và cho nhượng quyền thương hiệu các sản phẩm kính mắt, túi xách và nhiều sản phẩm khác. Các quảng cáo của Klein lại liên tiếp làm dư luận xôn xao. Năm 1995, ông tung ra một loạt quảng cáo quần jean với các người mẫu trẻ gây kích động tranh cãi trên truyền thông, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ cũng phải vào cuộc xem có vi phạm pháp luật không. Dù các đoạn quảng cáo này bị phản đối trên phạm vi toàn cầu, nhưng cuối cùng chúng cũng được Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố không vi phạm pháp luật. Bất chấp dư luận báo chí theo hướng tiêu cực, các sản phẩm nước hoa trồng và quần jean trồng vẫn được bán chạy.
Năm 2003, Calvin Klein bán công ty của mình cho tập đoàn may áo sơ mi lớn nhất thế giới Phillips Van Heusen với giá 430 triệu đô la Mỹ. Thời đó, doanh thu của công ty là hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2011, doanh thu của công ty này trong tập đoàn đạt tới 7,6 tỷ đô la Mỹ. Bí quyết thành công. Ngoài trò đùa của số phận cũng như tinh thần không chịu từ bỏ, bí quyết thành công lớn nhất của Calvin Klein là làm cho mọi sản phẩm tưởng như chỉ có giá trị sử dụng thông thường thành thời trang và mốt thời thượng. Thập niên 1970 đến 1980, quần bò và mỹ phẩm trở thành mặt hàng thời thượng không có gì lạ. Tuy nhiên, biến quần lót trở thành mốt thời trang thì Klein là một trong những người đi tiên phong. Ngay cả loại nước hoa unisex có thể dùng cho cả nữ và nam cũng là ý tưởng chưa từng có trong làng mỹ phẩm. Chính việc biến những sản phẩm tưởng chừng như thông thường thành mốt thời thượng đã giúp Klein bán được hàng, trở thành bài học kinh điển của ngành marketing lẫn thời trang. Trong tất cả các dòng sản phẩm mang tên thương hiệu, Calvin Klein đều trung thành với nguyên tắc đơn giản và độc đáo. Từ thiết kế mẫu mã đến chất liệu sử dụng, dù đó là quần áo ngoài hay đồ lót, đồng hồ hay kính, giày dép hay đồ gia dụng, đồ trang sức hay nước hoa, tất cả đều có biểu hiện bề ngoài thuần nhất và cân xứng rất dễ nhận biết, không cầu kỳ về chi tiết và rực rỡ về màu sắc, hợp lý và thích hợp với mọi khách hàng chứ không dành cho riêng ai. Đơn giản vậy mà lại đẹp, tiện ích và hấp dẫn. Cách thức quảng cáo và tiếp thị của Calvin Klein luôn khác thường ở tính khiêu khích, không phô trương mà cuốn hút khách hàng tự tìm hiểu và tìm đến với thương hiệu. Đối với Calvin Klein, thời trang không chỉ là cái được phô bày ra bên ngoài mà còn được người sử dụng cảm nhận cả ở bên trong. Không chỉ được người khác công nhận mà còn được chính mình trải nghiệm. Ở độ tuổi 80, Klein chỉ còn gắn bó với thương hiệu bằng tên tuổi khi đã bán đứt công ty. Tuy nhiên, di sản mà ông để lại quá lớn khi đã định hình được bản sắc doanh nghiệp. Có thể nói, chính sự nổi tiếng của chứng khoán ngay cả khi không còn sở hữu đã giúp Klein được vinh danh là một trong những nhà thiết kế thời trang có ảnh hưởng nhất và thành công nhất trên thế giới hiện nay. Tiếp theo, tư duy làm giàu. Đi tìm hiểu rõ hơn về tư duy ngược và những câu chuyện khiến bạn ngạc nhiên, trầm trồ khi áp dụng. Người Do Thái giỏi nắm bắt mọi cơ hội để kiếm tiền, ngay cả khi cơ hội này chỉ có thể kiếm được 1 đồng đô la, họ cũng không bỏ lỡ. Nếu có 10 đồng đô la, họ sẽ xem xét chia 10 đồng đô la thành 10 cơ hội khác nhau, giống như 10 quả trứng được chia vào 10 chiếc giỏ khác nhau. Người Do Thái không thích đặt cược, vì vậy họ luôn có nhiều cơ hội hơn để kiếm tiền. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn hãy học theo lối tư duy làm giàu của họ. Tom, người đang du học thạc sĩ ở Mỹ, cảm thấy thật may mắn khi vô tình gặp được một doanh nhân người Do Thái. Tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài, Tom học hỏi được rất nhiều từ người bạn Do Thái. Anh học được 5 tư duy kiếm tiền có vẻ hơi ngược đời nhưng lại vô cùng hợp lý. 1. Đừng dễ dàng từ bỏ mục tiêu, dù người khác nghĩ gì. Đối với người Do Thái, những tích góp dù là nhỏ nhất vẫn có thể tạo ra tiền bạc. Điều này muốn nói tới việc tiết kiệm cả tiền bạc và trí tuệ, cống hiến sức lực. Bạn dám trả giá càng nhiều thì bạn càng có thể thu về thành quả tương xứng. Người Do Thái thường tâm niệm một câu rằng, bản lĩnh đến đâu, thành công đến mức độ đó. Có gan lớn bao nhiêu, thì dễ giàu bấy nhiêu. Nhiều người xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng họ không chấp nhận đi làm công ăn lương với mức lương ổn định mấy năm trời. Họ luôn nỗ lực tìm cách tự mình lập nghiệp khi tích lũy đủ cả kiến thức và tiền bạc. Giờ đây, người kinh doanh đồ ăn, có người kinh doanh quần áo, có người làm ông chủ lớn với hàng trăm nhân viên, nhưng cũng có người chưa thành công với quyết định của mình. Tuy vậy, họ chưa bao giờ từ bỏ, vì mục tiêu là động lực để họ sống ngày một tốt hơn. 2. Kiếm tiền từ người giàu, nhưng không phung phí tiền cho đồ xa xỉ. Người Do Thái rất giỏi trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, họ bị đánh giá là thực dụng, vì thường không chi trả tiền cho những món hàng xa xỉ phẩm. Nhưng người bạn Do Thái của Tom chia sẻ, người Do Thái sẽ từ chối chi tiền để mua những đồ vật không mang lại giá trị nào ngoài sự phù phiếm, bởi vì họ không cần loại danh tiếng như vậy. Trên đường phố của các thành phố lớn ở Israel,
bạn sẽ rất khó tìm được các thương hiệu bán xa xỉ phẩm. Thay vào đó đều là những cửa hàng bán sản phẩm mang lại giá trị thiết thực. Những đứa trẻ Do Thái cũng thường được dạy cách tiêu tiền hiệu quả ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, khi lớn lên, nhận thức kiếm tiền của họ rất mạnh mẽ. 3. Trong kinh doanh, lợi nhuận là số 1. Thông thường, giữa những người bạn thân thiết, việc nhờ vả có thể nói là điều bình thường. Nhưng người Do Thái thường cho rằng, bạn nhờ tôi, bạn cần tôi, đó chính là cơ hội kiếm tiền của tôi. Tư duy này cũng được áp dụng triệt để vào lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, người Do Thái bỏ bớt sự cả nể, trì hoãn mà nhiều người thường phạm phải. Thay vào đó, người Do Thái kinh doanh với tinh thần thép, xem lợi ích là hơn hết. 4. Không bao giờ giảm giá. Kinh doanh là nghề chính của người Do Thái. Nhưng khác với những người buôn bán khác, họ không thích giảm giá hay khuyến mãi mặt hàng. Thậm chí, nếu khách hàng mặc cả hàng hóa, họ sẵn sàng để bạn đi. Mỗi món đồ đều đã được định giá rõ ràng. Khách hàng nếu cảm thấy phù hợp thì hãy lựa chọn mà đừng bao giờ trả giá. Vì sẽ chẳng bao giờ người Do Thái chịu bán nó cho bạn với giá thấp hơn. Có thể bạn nghĩ quan điểm này của họ thật cố chấp, không linh hoạt theo thị trường. Nhưng người Do Thái lại rất kiên quyết với việc này. Bởi họ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình, tin rằng sản phẩm xứng đáng với mức giá đã niêm yết. Nếu chấp nhận để khách hàng mặc cả và giảm giá, đồng nghĩa với việc họ đang tự hạ thấp giá trị sản phẩm của mình. 5. Đồ đã mua, miễn trả lại. Đối với người Do Thái, một khi đã lựa chọn mua hàng, khách hàng cần chịu trách nhiệm với món hàng họ đã lựa chọn. Nếu khách hàng có băn khoăn gì, hãy kiểm tra sản phẩm ngay tại chỗ. Khi phát hiện ra vấn đề lúc mua hàng, họ nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm. Còn nếu khách hàng đã mang sản phẩm đi, vậy thì miễn bàn vấn đề đổi trả. Không phải người Do Thái chối bỏ trách nhiệm với sản phẩm của họ, nhưng điều kiện để họ chịu trách nhiệm là gì, khách hàng phải nắm cho rõ. Thứ đã bán ra, nằm trong tay bạn, thì bạn hãy tự chịu trách nhiệm. Những người có tư duy ngược lợi hại đến mức nào? Vì sao có người luôn bận tối mắt tối mũi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo? Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao có những người dù bận tối mắt nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, còn lại có những người không ngừng gặt hái thành công trong sự nghiệp không? Có lẽ vì 2 năm trở lại đây, các phương tiện truyền thông luôn rầm rộ đưa tin về sự thua lỗ của nhiều nhà đầu tư nhỏ trên thị trường chứng khoán nên rất nhiều người khởi xướng chủ nghĩa chăm chỉ, cho rằng bạn chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, cuộc sống của bạn nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Bạn phải làm việc chăm chỉ thì mới có thể kiếm được tiền. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ chẳng là gì cả. Những người theo chủ nghĩa chăm chỉ này sẽ thuận theo tình thế đó mà đưa ra thêm nhiều công việc mới và cho rằng sau khi bạn học được cách làm những công việc mới này, họ sẽ hoàn tiền cho bạn, coi như đây là một hình thức học miễn phí. Bạn có thấy cảnh tượng này, nghệ thuật thuyết phục này quen không? Chắc hẳn rất nhiều người đã thấy cảnh này và đã có những người nghiên cứu qua. Rõ ràng là bạn đã rất chăm chỉ, nhưng cái kết cuối cùng lại khiến nhiều người suy ngẫm. Sự chăm chỉ của bạn chỉ là con tốt trên bàn cờ của người ta mà thôi. Dù điều này thật phũ phàng như đó là sự thật, trong khi bạn vẫn đang bận tối mắt tối mũi, người khác đã công thành danh toại rồi. Bài viết này không phủ nhận sự cần thiết của sự chăm chỉ và kiên trì mà muốn từ một góc nhìn khác đặt ra một câu hỏi. Tại sao rất nhiều người làm việc chăm chỉ, thường xuyên tăng ca đến nửa đêm nhưng vẫn không biết đâu mới là lý tưởng mà bản thân cần theo đuổi? Tại sao nhiều người lại luôn bận tối mắt tối mũi với công việc, cả ngày giải quyết mà vẫn chưa xong? Đó là vì họ luôn dành thời gian để đi giải quyết những vấn đề trước mắt và cứ nghĩ chỉ cần làm xong những việc này thì không cần phải lo lắng điều gì nữa. Do đó, dần dần những người này sẽ cạn kiệt sức lực, nguồn lực và cơ hội tốt chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt. Điều này có làm nên sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không? Câu trả lời là có. Sự khác biệt này nằm ở tư duy nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hiệu ứng tầm nhìn ống. Khi bạn nhìn mọi thứ qua một cái ống, những vật thể khác ngoài cái ống sẽ trở nên vô hình. Sự khan hiếm của một nguồn lực nào đó sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý dòm ngó, khiến bạn săn đuổi nguồn lực đó quá nhiều, mất đi khả năng phán đoán tổng thể và lâu dài. Nguyên nhân của hiệu ứng tầm nhìn ống xuất phát từ việc bạn chọn nhìn xa hay nhìn gần, chọn nhìn cái trước mắt hay nhìn theo hướng lâu dài.
Những người giàu có sẽ tìm cách gia tăng tài sản bằng cách đầu tư thêm, còn những người nghèo sẽ chỉ biết giữ chặt tiền và chờ cho đồng tiền mất giá. Đây chính là lý do căn bản vì sao những người nghèo luôn bận rộn giải quyết những vấn đề trước mắt để giữ chặt tiền mà không thể đầu tư và gia tăng giá trị tài sản của mình. Ở một góc nhìn khác, sự bận rộn mà không mang lại thành công của một số người có thể đến từ cách họ giải quyết vấn đề. Họ luôn chọn giải quyết vấn đề theo tư duy lối mòn mà không cố gắng tìm ra cách giải quyết hiệu quả hơn. Đó cũng là lý do vì sao những người giàu chắc chắn là người có tư duy ngược và luôn thành công. Các tỷ phú Buffett, Bezos, Charlie Munger là những ví dụ điển hình nhất. Nhà toán học nổi tiếng các GACOBI đã nói, hãy nghĩ ngược lại, hãy luôn nghĩ ngược lại. Chỉ khi có được tư duy ngược, bạn mới nhìn thấy được những cơ hội mà ít ai nhìn thấy được và không cần tốn công sức cạnh tranh, giành giật những cơ hội mà ai cũng nhìn thấy. Dưới đây là 5 vũ khí ai cũng cần có để rèn luyện mô hình tư duy ngược của riêng mình, được chỉ ra trong cuốn Đánh vào bản chất của tác giả Effie. 1. Mô hình thành công, thất bại. Khi nghĩ đến bất cứ thành công nào, cũng hãy nghĩ lại trong tình huống nào có thể gây ra sự thất bại. Việc suy xét cả ưu điểm và nhược điểm cho phép bạn có cái nhìn toàn diện và đúng đắn nhất về vấn đề. Mô hình này sẽ giúp con người ta có sự chuẩn bị đầy đủ nhất ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. 2. Mô hình thay đổi, bất biến. Khi làm bất cứ điều gì, đừng chỉ chăm chăm tập trung vào những yếu tố thay đổi. Chúng ta vốn dĩ không thể đuổi theo kịp tất cả những sự thay đổi thất bại. Điều chúng ta có thể làm tốt nhất đó chính là kiểm soát những yếu tố bất biến. Như trong trường hợp của Trương Tiểu Long, nhà sáng lập WeChat, một trong những ứng dụng lớn nhất Trung Quốc, đã cho rằng để phát triển một sản phẩm không phải là đi nghiên cứu logic của sản phẩm mà phải đi nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của người dùng. Chỉ có cách này mới có thể thu hút được lượng lớn người sử dụng, từ đó phát triển thành công sản phẩm của mình. 3. Mô hình cộng, trừ. Mỗi ngày hãy chỉ tập trung vào một việc quan trọng thay vì chuyển đổi qua lại giữa có nhiều công việc. Multitasking, đa nhiệm, có vẻ được nhiều người ủng hộ nhưng hiệu quả của nó không thực sự cao như những gì người khác đánh giá. Điều quan trọng nhất chỉ có một. Trong cuốn sách này, Gary Keller cho rằng, những người thành công đều chỉ tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ vào một mục tiêu duy nhất. Sở dĩ họ có thể thành công là vì họ đã từ bỏ rất nhiều thứ họ có thể làm nhưng không cần thiết phải làm để có thể tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất. Trên thực tế, với mỗi người, chỉ có một số ít việc là quan trọng thực sự. Thông qua hình thức này, bạn cũng có thể nhìn nhận lại bản thân và biết chính xác mục tiêu mình thực sự muốn đạt được là gì. 4. Mô hình hạnh phúc, đau khổ. Schopenhauer, triết gia người Đức đã cho rằng, không có bất cứ một định nghĩa chuẩn xác nào về sự hạnh phúc bởi mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng về hạnh phúc. Với một số người, có được tiền bạc, danh vọng mới là hạnh phúc. Còn với một số người, có được bình yên trong tâm hồn đã chính là hạnh phúc rồi. Bên cạnh đó, Schopenhauer cũng cho rằng hạnh phúc chính là tránh đau khổ bởi đau khổ là một điều hiển nhiên ai cũng có thể cảm nhận được. 5. Mô hình kết hợp, đảo ngược. Mô hình này phù hợp với lĩnh vực sáng tạo, đặc biệt là đối với công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo. Cái gọi là sáng tạo là yếu tố mới cộng với yếu tố cũ. Nếu đi sâu tìm hiểu thì nó thực có sự tương đồng với sự quen thuộc và mới lạ của bộ não. Tại sao những vụ ngoại tình xảy ra thường xuyên? Chính vì sự mới lạ trong não bộ khiến chúng ta luôn hứng thú với những điều mới. Và khi một số điều cũ xuất hiện, chúng ta không còn kích thích được não bộ nữa. Vì vậy, hãy biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ mới lạ. Tổng kết lại, việc nhìn nhận một vấn đề giống như bạn sử dụng đèn chiếu sáng phía trước để chiếu sáng mọi thứ. Những gì bạn thấy luôn là một mặt của vấn đề. Hãy bật đèn ở phía đối diện để có thể quan sát trọn vẹn hơn. Tương tự như vậy, khi đánh giá một người, đừng lúc nào cũng tập trung vào khuyết điểm của người khác mà hãy chú ý hơn đến ưu điểm của người khác. Khi đánh giá một vấn đề, hãy nhìn mọi việc theo nhiều khía cạnh để có phương pháp giải quyết tốt nhất. Muốn tồn tại trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này, bạn phải rèn cho mình tư duy ngược. Không quan trọng là bạn có bao nhiêu bánh, mà quan trọng là bạn muốn ăn bao nhiêu. Phỏng vấn qua 3.000 ứng viên vị CEO kết luận, người sau 30 tuổi không được chào đón vì 3 nguyên nhân sâu xa ít người biết.
Trước đây, tôi từng tham gia một tọa đàm về lập nghiệp của người trẻ. Ở đó rất nhiều người lão làng trong giới doanh nghiệp đã đến và chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất là một ông chủ doanh nghiệp đã chia sẻ câu chuyện làm thế nào để phán đoán nhân viên có năng lực hay không. Vị này kể về một người đàn ông 34 tuổi bị rất nhiều nơi từ chối khi đi phỏng vấn, thật sự đã khiến tôi phải chăm chú lắng nghe. Phải kể thêm vị CEO này từng huy động vốn thành công trong vòng tài trợ Series D, công ty rất lớn. Dù công ty tuyển đến người thứ 600 vẫn kiên trì tham dự đến phút cuối cùng, trực tiếp phỏng vấn từng người. Vị này nói lập nghiệp nhiều năm như vậy, đã phỏng vấn qua 3.000 người, tiến hành làm bảng Excel với 500 người đầu tiên, ghi chép phân tích từng người. Nếu người này được tuyển dụng, sẽ yêu cầu HR vào phòng kinh doanh đối chiếu người nhân viên đó có khác với phán đoán của anh ta hay không. Phỏng vấn qua khoảng 500 người, ông chủ này nhìn người chưa từng sai. Tiếp đến anh ta chia sẻ 3 nguyên nhân khiến người lập trình viên 34 tuổi trên bị từ chối. Đầu tiên là tầm nhìn nhân sinh không rõ ràng. Đã 34 tuổi rồi mà chỉ vì mấy chuyện vụn vặt đã đùng đùng đổi việc. Trong 10 năm anh ta đã đổi hết thảy 5 lần, có 2 lần bất hòa với lãnh đạo và đồng nghiệp. Một lần là vì phát thiếu 7 triệu tiền lương, lần còn lại là cách xa nhà. Ông chủ này chia sẻ, con người chạy theo lợi ích là điều dễ hiểu. Nhưng vì vài chuyện vụn vặt mà tức khí đổi việc, rõ ràng là thiếu tính kiên định, khiến kỳ vọng của người khác dành cho vô cùng thấp. Ngay cả năng lực chịu áp lực và chấp hành cũng không mạnh. Hơn nữa đào tạo một người có tuổi như vậy rất khó. Thứ hai là thiếu lối tư duy ngược. Khi phỏng vấn ông đưa ra một câu hỏi có độ khó, anh kia có chút ngơ ngác. Cuối cùng mới nói là với năng lực của mình thì không thể thực hiện. Hơn nữa còn tìm một lý do để biện hộ rằng cái vấn đề kia rất khó. Tôi tìm bạn đến để giải quyết vấn đề. Giả dụ cả ngày bạn chỉ nghĩ bản thân năng lực ra sao, phù hợp với việc nào mà không phải là tôi nên làm việc gì và cần có những công cụ nào để làm việc đó. Với tư duy đó thì mãi sẽ không có thành tựu đột phá. Người như này thì hiếm nhà tuyển dụng nào gật đầu. Thứ ba, thiếu khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Người lập trình viên 34 tuổi này với lĩnh vực bản thân đảm nhiệm chỉ có thể tính là thành thạo, còn nghiên cứu sâu hơn thì chưa đủ. Ngược lại, các lĩnh vực không liên quan rõ ràng là không chắc và cũng không có thái độ học tập. Trong 10 năm làm việc, kiến thức của anh ta chỉ tương đương người có kinh nghiệm một vài năm, tương lai cũng chỉ là thạo việc đã quen tay, còn để nói về kiến thức sâu rộng thì người này tiềm năng không lớn. Cuối cùng vị CEO kia đã tổng kết khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Với những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm, muốn biết anh ta có phải là ứng viên tiềm năng, không nhìn vào thành quả bộc phát nhất thời mà phải nhìn cách mà anh ta học hỏi và phát triển công việc đó ra sao. Có tầm nhìn nhân sinh hay không là đừng vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ giá trị lâu dài. Cái gọi là tầm nhìn nhân sinh hiểu là giá trị cầu thị khi nghĩ và làm một việc, giá trị dài hạn mà anh ta theo đuổi. Bất kể bạn có đem tầm nhìn của mình để hành động hay không, thì sâu trong tâm hồn đã có khát vọng không thể giấu giếm. Một khi có cơ hội, có khó khăn cỡ nào đều tận lực tìm biện pháp để thực hiện. Cho nên tầm nhìn nhân sinh càng lớn, rõ ràng tiềm năng càng lớn. Nhưng sợ nhất là bạn không hiểu bản thân muốn gì và bị chút lợi ích dắt mũi. Hôm nay có công việc cao hơn 7 triệu thì lập tức nhảy việc, ngày mai có công việc gần nhà hơn cũng nhảy việc, ngày kia có công việc được nghỉ phép năm nhiều hơn tiếp tục nhảy việc. Giờ chúng ta so sánh hai mức tương phản. Ví dụ một công việc có thể thực hiện giá trị dài hạn và bạn thật sự rất nhiệt huyết. Hơn nữa còn có thể tăng tính cạnh tranh. Mặt khác là công việc mức lương 15 triệu. Bạn sẽ chọn cái nào? Tôi chắc chắn rất nhiều người sẽ chọn công việc số 2. Đây là điều không thể trách cứ. Mỗi tháng có 15 triệu. Một năm có 180 triệu. 10 năm là 1 tỷ 8. Tính cả lạm phát thì số tiền về tay sẽ ít hơn. Bạn mắc kẹt trong 10 năm đẹp nhất của cuộc đời. 1 tỷ 8 đó có thể đưa bạn quay lại được không? Giống như bài diễn thuyết của vị CEO kia. Nếu nhân viên của bạn đến độ tuổi 30, vẫn nhảy ngược lên vì số tiền có thể nhiều hoặc ít hơn 7 triệu mà không bình tĩnh lại để đi đào sâu tìm tòi về công việc, học thêm quản lý, dẫn dắt team, bạn cho rằng người đó có tiềm năng ư? Bạn sẽ dành thời gian quý báu để đi đào tạo ư? Khả năng đó là vô cùng ít. Tôi nghĩ dường như là không thể.
Vậy bạn nên làm thế nào để theo đuổi những giá trị lâu dài? Đừng bao giờ vì chút tiền lương thường mà từ bỏ việc mình thực sự nhiệt huyết, gắn bó có thể giúp phát triển sự nghiệp. Chu kỳ một công việc là 5 đến 6 năm. Mỗi nửa chu kỳ hãy tự hỏi bản thân, hiện tại công việc này là sự nghiệp bản thân sẽ theo đuổi cả đời sau. Khi muốn vứt bỏ đừng chần chừ, nếu không thì trước khi chết bạn sẽ không cam tâm. Lựa chọn đừng sợ sai, sai là xác suất, bạn chỉ cần trau dồi năng lực vào thời khắc bạn chọn đúng là được rồi. Nếu không biết chọn lựa ra sao, hãy lật lại ba điều trên và suy nghĩ. Rèn tư duy suy nghĩ ngược, không quan trọng là bạn có bao nhiêu bánh mà bạn muốn ăn bao nhiêu. Google từng có một quy định bất thành văn, ở mỗi vị trí quan trọng, chấp nhận bỏ ra gấp đôi số tiền để thuê được những người ưu tú nhất trong ngành. Bởi vì khoảng cách giữa nhân tài hạng 1 và nhân tài hạng 3 là số lượng cực hiếm chứ không chỉ một chút chút như mọi người tưởng tượng. Một tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt hạng nhất và hạng 3 là nhân tài hạng 3 xem xét bản thân có tài nguyên gì sau đó sẽ đi thực hiện công việc tương ứng. Nhân tài hạng nhất xem xét công việc bản thân muốn làm và đi tìm nguồn tư liệu cho công việc đó. Tiềm năng của các nhân viên nhiều tuổi không cao vì rất dễ bị giới hạn bởi kỹ năng hạn chế của bản thân. Với người trẻ tiềm năng lớn hơn bởi vì cách nghĩ, tầm nhìn rộng có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Tư duy ngược làm cách nào để rèn luyện? Bắt tay vào công việc nào đó trước tiên hãy nghĩ, tôi cần làm những gì chứ không phải tôi chỉ biết và có kỹ năng này nên tôi chỉ đảm nhận được từng ngày công việc. Luôn xem xét, suy nghĩ, trong bất kỳ ngành nào, ai giỏi nhất, tôi làm cách nào để được như anh ta hoặc giỏi hơn. Không thiết lập giới hạn cho bản thân, hãy đứng trên mọi góc độ để xem xét. Người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì không thể thực hiện được bất cứ thử thách nào. Khác biệt giữa nhân tài hạng 3 và nhân tài hạng nhất là số lượng cực ít, cho nên bạn đừng dương dương tự đắc. Thế giới tồn tại những cao thủ lợi hại hơn bạn rất nhiều. Nhưng cũng đừng mất đi hy vọng. Nếu chỉ cần thông qua học tập, thực tiễn, thì bạn có thể tiến thêm một bước vào nhóm nhân tài hiếm kia. Dám nghĩ dám làm, tìm ra biện pháp để hoàn thành công việc hơn là ngồi nghĩ năng lực của bản thân chỉ có giới hạn. Cuộc sống thử thách sức bền của người chạy marathon. Chúng ta giống như những người bắt đầu start-up, cảm thấy đây là cơ hội, kia cũng là cơ hội. Chúng ta đã bỏ qua một chuyện rất đối quan trọng, đó là cơ hội thực sự, đó là kiên trì với một công việc. Hãy hiểu rằng, cuộc đời giống như cuộc đua marathon. Người có tiềm năng sẽ chạy hoàn thành chặng đua, đồng thời đạt được thành tích, xác định rõ ràng phương hướng, sẽ không vì cảnh đẹp ven đường mà từ bỏ chặng đua. Tư duy ngược mở ra cánh cửa cuộc đời, dịch chuyển thế giới đến chân trời mới. Muốn thành công, hãy để 8 câu chuyện này thức tỉnh bạn. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người tầm thường là nằm ở tư duy. Người thành công, họ sẽ suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, và khi rơi vào nghịch cảnh, họ biết cách sử dụng tư duy ngược. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những quan điểm, suy nghĩ riêng của bản thân mình. Trong nghệ thuật tư duy, đôi khi bạn sẽ có lối suy nghĩ đi ngược lại với đám đông. Điều đó không có nghĩa là bạn sai, và cũng không thể chắc chắn rằng suy nghĩ của đám đông luôn đúng. Tư duy ngược là cách suy nghĩ ngược lại về những điều và quan điểm phổ biến, giúp bạn thoát khỏi lối mòn và những ý kiến của đám đông, và trở thành một người kiên định với lối tư duy của mình. Hiện nay, vẫn có không ít người đang dần bị cuốn vào những lối tư duy, suy nghĩ bề nổi. Đây tức là một lối suy nghĩ đi theo và giống với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những kiểu suy nghĩ này cho ra các kết quả và nhận định sai lầm. Trong nhiều trường hợp, khi đám đông có cùng suy nghĩ và quan điểm, nhưng khả năng cao lại là sai lầm. Ngoài ra, đôi khi chúng ta không thể hình dung ra một số điều, nhưng nếu chúng ta nghĩ về nó theo một cách khác, chúng ta sẽ bất ngờ được khai sáng và nhận được những điều thú vị. Câu chuyện 1. Người mẹ và con gái. Con gái, mẹ ơi, con không muốn làm bài tập đâu. Chúng thật nhàm chán. Người mẹ, vậy, mẹ sẽ làm bài tập của con rồi con kiểm tra giúp mẹ nhé. Cô con gái vui vẻ đồng ý. Vâng ạ. Người mẹ làm xong bài tập rồi đưa con gái kiểm tra. Cô bé kiểm tra rất nghiêm túc và cẩn thận,
thậm chí còn giải thích cho mẹ những câu sai. Cô gái nhỏ không hiểu tại sao mẹ làm câu nào cũng sai nhưng vẫn rất hào hứng chữa bài. Cuối cùng bài tập đã hoàn thành và cô bé cũng hiểu rõ hơn các kiến thức khi giải thích cho mẹ. Tư duy ngược, chỉ cần thay đổi vị trí, khéo léo trong mọi chuyện sẽ đem lại kết quả khác biệt chứ không cần thúc ép, cố gắng đi theo con đường mòn. Câu chuyện 2. Nhà đầu tư tài ba nước Mỹ, Charlie Munger, còn được biết tới là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của Warren Buffett. Có người hỏi Charlie Munger, làm sao để tìm được một người bạn đồng hành tốt? Ông trả lời rằng, trước tiên, bạn phải là một người tài giỏi và đáng tin cậy, bởi lẽ một người bạn đồng hành tốt, họ không phải là kẻ ngốc. Tư duy ngược, chim khôn luôn tìm cành cây tốt để làm biến đỗ. Câu chuyện 3. Có một người giàu, mỗi lần ra khỏi nhà đều sợ có người tới cướp nhà mình. Anh ta muốn mua một chú chó lai sói về trông nhà, nhưng lại sợ cho chó ăn thì lại tốn tiền. Sau một khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta bỏ pass wifi đi, để thành free wifi, sau đó yên tâm ra khỏi nhà. Kể từ ngày đó, ngày nào cũng có mười mấy người đứng trước cửa nhà anh ta bắt wifi miễn phí, rất an toàn và cũng không còn phải lo lắng nữa. Tư duy ngược, đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, kết quả sẽ khác nhau rất nhiều. Câu chuyện 4. Có một ông lão thích yên tĩnh, nhưng khu vực xung quanh nhà ông luôn có trẻ em tới chạy chơi. Điều này khiến ông cảm thấy rất phiền phức. Ông nghĩ ra một cách. Ông gọi lũ trẻ lại và nói, chỗ ta vốn rất yên tĩnh, cảm ơn các cháu đã tới khuấy động làm không khí thêm vui vẻ, đồng thời tặng cho mỗi đứa trẻ 3 cây kẹo. Lũ trẻ rất vui vẻ, mỗi ngày đều tới đây chơi. Vài ngày sau, ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây, và dần dần không còn cho chúng nữa. Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói, bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa. Ông lão lại có lại được không gian yên tĩnh như mình mong muốn. Tư duy ngược, nắm bắt yếu điểm của người khác, không việc gì là không thành công. Câu chuyện 5. Mandela bị kết án 27 năm tù, và trong khoảng thời gian đó, ông đã bị các quản ngục ngược đãi rất nhiều. Điều bất ngờ đó là, khi trở thành tổng thống, ông đã mời 3 người quản ngục từng ngược đãi mình tới buổi lễ hôm đó. Khi Mandela đứng lên tỏ lòng kính trọng với 3 người quản ngục, mọi người chứng kiến đều tĩnh lại. Ông nói, khi tôi bước ra khỏi cánh cửa ngục tù để bước tới với tự do, tôi biết rằng, nếu mình không để những đau thương và oán hận lại phía sau, vậy thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở trong cái ngục tù ấy. Tư duy ngược, tha thứ cho người khác thực ra là một hình thức cải thiện bản thân. Câu chuyện 6. Một nhân viên bán hàng nói với một người tới mua hàng rằng, chị à, ở đây chúng em có quyển sách tên là 500 lý do của đàn ông khi về muộn, chị nhất định phải mua nó. Người mua hàng cười nói, tại sao? Người nhân viên bình tĩnh nói, vì chồng chị cũng mua quyển này. Tư duy ngược, đánh vào tâm lý, quyền kiểm soát chính sẽ nằm trong tay bạn. Câu chuyện 7. Hassan cho một doanh nhân vay 2.000 nhân dân tệ để làm ăn. Khi thời hạn hoàn trả đang đến gần, Hassan bất ngờ phát hiện giấy nợ bị mất khiến anh vô cùng lo lắng. Vì anh biết rằng nếu làm mất giấy nợ, người đã vay tiền của anh ta sẽ có thể không trả nợ. Khi Nadrikin, bạn của Hassan biết được điều này, anh ấy đã nói với Hassan, bạn viết thư cho doanh nhân này và yêu cầu anh ấy trả lại 2.500 nhân dân tệ mà anh ấy đã vay của bạn vào thời điểm đó. Nghe đến đây, Hassan tỏ ra khó hiểu, anh ấy chỉ vay tôi 2.000 nhân dân tệ. Làm sao tôi có thể yêu cầu anh ta trả 2.500 nhân dân tệ được? Mặc dù không hiểu nhưng Hassan vẫn làm theo. Sau khi bức thư được gửi đi, Hassan nhanh chóng nhận được hồi âm. Người doanh nhân viết trong thư, tôi vay của anh 2.000 nhân dân tệ, không phải 2.500 nhân dân tệ, và tôi sẽ trả lại anh khi đến hạn. Tư duy ngược, về phương pháp luận, tư duy đảo ngược có ý nghĩa công cụ rõ ràng, và khi được sử dụng tốt, nó sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Câu chuyện 8.
chàng trai bị trộm điện thoại gần ga tàu liền nhờ một người bạn gửi tin nhắn vào di động. Anh ơi, tàu sắp rời bến rồi, em có việc gấp không thể chờ anh được. Buổi trước em có nợ anh 20.000 tệ, nay trả anh. Em để tiền vào tủ A21 ở ga tàu, mã số là 1685. Nửa giờ sau, kẻ trộm điện thoại bị bắt trước tủ A21 của nhà ga xe lửa. Sử dụng tư duy ngược để đổi mới, nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Đời người khó lường, ngược cảnh hay thất bại đều là chuyện thường tình. Lúc này, bạn luôn phải giữ cho mình tâm thái lạc quan và tích cực, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, lật ngược lại vấn đề, biết đâu sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, hy vọng luôn ở phía trước. Cuộc đời nhiều lúc cần những bước ngoặt, lúc điên có mục đích đi ngược đám đông để đột phá. Tư duy làm giàu, chúc bạn dám điên một lần để thay đổi số phận.